tiểu sử đại tướng Tô Lâm hé lộ xuất thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, là một nhà lãnh đạo đảng, nhà nước, là một tướng lĩnh công an nhân dân Việt Nam, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học hàm giáo sư khoa học an ninh, học vị tiến sĩ luật học, trình độ lý luận chính trị cao cấp, cấp hàm Đại tướng Công an Nhân dân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán tại xã Làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đại tướng Tô Lâm là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, nay là tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương, nguyên là Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường Giáo dưỡng. Ông Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng, được giảng dạy, học tập về lịch sử, tình hình đất nước từ thuở nhỏ. Bố của ông là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, tham gia cách mạng vào năm hoạt động phục vụ Trung ương Cục từ những năm 1966 đến năm 1975 cho đến khi thống nhất đất nước, đã lấy tên ông của ông làm biệt danh của mình. Với hình tượng của bố, Đại tướng Tô Lâm theo học lĩnh vực an ninh. Tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của trường Công an Trung ương, sau đổi tên thành Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp đại học về lĩnh vực an ninh, Đại tướng Tô Lâm bắt đầu sự nghiệp Công an Nhân dân Việt Nam của mình. Vào tháng 10 năm 1979, ông được phân công vị trí công tác ở Cục Bảo vệ Chính trị 1 thuộc Bộ Nội vụ. Trong khoảng thời gian 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1988, ông công tác ở đơn vị Cục Bảo vệ Chính trị 1 thuộc Tổng cục An ninh. Tháng 12 năm 1988, ông được bổ nhiệm là phó phòng của Cục, rồi trưởng thành trưởng phòng của Tổng cục An ninh Bộ Nội vụ giai đoạn từ năm 1993. Thời kỳ từ năm 1993 đến năm 2006, ông Tô Lâm giữ các chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1 A63, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3 A64 thuộc Tổng cục An ninh. Năm 2006, ông Tô Lâm đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an. Đến tháng 4 năm 2007, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết phong hàm Thiếu tướng. Năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 thuộc Bộ Công an. Tháng 7 năm 2010, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết phong hàm Trung tướng. Sau đó, ngày 12 tháng 8 năm 2010, ông Tô Lâm được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Suốt sự nghiệp lâu dài công tác ở Tổng cục An ninh, ông Tô Lâm đã tập trung nhiệm vụ thực thi chức năng và mục tiêu của Công an Nhân dân, tiến hành bảo vệ chính trị đảng, nhà nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa dân tộc, đối phó gián điệp, lực lượng chống phá Việt Nam từ trong nước lẫn ngoài nước.
ngày 16 tháng 9 năm 2014, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Bộ Chính trị đã bổ nhiệm ông giữ chức vụ vị trí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 phê chuẩn Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm ông Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 27 tháng 4 năm 2016, ông Tô Lâm đã được Bộ Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông tham gia phụ tá hỗ trợ trưởng ban Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Ngày 30 tháng 7 năm 2016, ông đã được Bộ Chính trị phân công kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, ông Tô Lâm đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng cấp hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Việt Nam khóa 15 phê chuẩn, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an của Chính phủ Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 dưới sự điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Như vậy, Đại tướng Tô Lâm giữ chức vụ là người đứng đầu ngành công an trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Trong suốt sự nghiệp của mình, Đại tướng Tô Lâm đã phá những vụ án lớn như đại án Trịnh Xuân Thanh, vụ án lãnh đạo cao cấp từ năm 2016, ông được giao chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an kiêm Phó trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, phụ tá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo công an trong việc điều tra, xử lý, khởi tố tham nhũng, vi phạm nghiêm trọng nhiều vụ án lớn mang tính quốc gia. Có thể kể đến như vụ án Đinh La Thăng, vụ án nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, vụ án nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt giữ, điều tra về tội phạm chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Năm 2022, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã tiến hành điều tra hai vụ bê bối lớn liên quan đến chuyến bay giải cứu và bê bối tại công ty Việt Á, làm nhiều quan chức bị điều tra và bỏ tù.